Phước Sang, từ đại gia không biết mình có bao nhiêu tiền đến không có tiền để ăn xôi, đi xe ôm. Không phải ai giỏi kinh doanh trong lĩnh vực này cũng có thể thành công khi tay ngang sang lĩnh vực khác. Và câu chuyện về diễn viên, đạo diễn Lưu Phước Sang sau 5 năm đại hoạn nạn nợ nần sẽ dẫn chứng cho chúng ta thấy điều ấy. Sinh ra trong một gia đình nghèo có 7 anh chị em ở thành phố Hồ Chí Minh, Lưu Phước Sang sinh năm 1969 là con thứ 6 trong nhà nên được bố mẹ tạo điều kiện cho đi học. Năm 1984, Phước Sang đậu thủ khoa vào lớp diễn viên khóa 9 trường nghệ thuật sân khấu 2. Với tài năng diễn xuất, cũng từ đây cuộc đời Phước Sang chuyển sang một giai đoạn phát triển mạnh mẽ với điện ảnh. Vào những năm 1990, dòng phim Mì Ăn Liền lên ngôi. Cùng với thời của Việt Trinh, Lê Tuấn Anh, Lý Hùng, Diễm Hương là bước điểm quan trọng để Phước Sang trở thành ông trùm của làng giải trí Sài Gòn. Anh liên tiếp đứng ra thành lập những công trình nổi cộm như Sân khấu hài 135 Hai Bà Trưng năm 1990, Sân khấu kịch Sài Gòn 1998, Công ty cổ phần đầu tư giải trí Phước Sang năm 2000, Hãng phim Phước Sang, Sân khấu kịch Nam Quan năm 2002. Trong đó, hãng phim Phước Sang sản xuất các phim truyện nhựa đình đám như Em và Michael 1994, Khi đàn ông có bầu năm 2004, Đẻ mướn 2005, Áo lụa Hà Đông năm 2006. Không chỉ có hãng phim, trung tâm giải trí Quốc Thanh của Phước Sang cũng ăn nên làm ra. Đây là sân khấu biểu diễn nghệ thuật hội tụ nhiều nghệ sĩ, mang về cho Phước Sang cả danh tiếng lẫn tiền tài. Khi đó, nhắc tới Phước Sang là người ta nghĩ ngay đến ngôi biệt thự sang trọng được định giá 3 triệu USD, gần 67 tỷ đồng ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh và nhiều xe hơi tiền tỷ. Phước Sang từng tâm sự, thời đó anh tiêu tiền không phải nghĩ và không biết mình có bao nhiêu tiền. Không dừng lại khi thành công trong nghệ thuật, diễn viên này tiếp tục đầu tư lớn cho bất động sản với nhiều dự án khủng lên tới 1.000 tỷ đồng. Thế nhưng, dường như anh chỉ có duyên với nghiệp giải trí khi mắc phải điểm mù trong kinh doanh. Đổ tiền vào bất động sản đúng thời điểm thị trường bong bóng. Năm 2012, doanh nhân Trung Minh bất ngờ tố cáo Phước Sang thiếu nợ gần 5 tỷ đồng. Sự việc này bắt đầu khui ra cuộc sống nợ nần cũng như tấn bi kịch của đại gia ngành giải trí. Sau khi đổ 1.000 tỷ đồng vào bất động sản nhưng không bán được, lãi mẹ đẻ lãi con, Phước Sang dây vào cảnh nợ nần. Khi chia sẻ, Phước Sang cho biết vì số nợ quá lớn, anh tính bán hết bất động sản đi để trả nợ, nhưng thời buổi đóng băng cho cũng không ai lấy. Từ một đại gia khét tiếng nhà lầu xe hơi, anh rơi vào cảnh túng quẫn. Nhiều khi đói quá, tấp vào quán vỉa hè gọi suất cơm 15.000 đồng. Thậm chí có khi trong túi không một xu dính túi, không có tiền để mua nổi gói xôi hay đi xe ôm. Đáng cay nhất là không có tiền đóng học phí cho con. Phước Sang chia sẻ, vào thời điểm đó, nếu một mình thì không sao, nhưng còn vợ con, gia đình áp lực kinh khủng. Sáng mở mắt ra đã 5 giờ sáng, cảm giác thời gian trôi qua quá nhanh và tôi chỉ muốn trời tối mãi, tối mãi. Tôi từng nghĩ quẩn, không lẽ mình chết. Thế nhưng, trong cái khoảnh khắc cơ cực và yếu đuối nhất của cuộc đời, gần như tất cả đã quay lưng lại. Cũng là lúc anh bình tâm nhất. Chết là hèn, hèn quá. Chết để lại đống nợ cho con, cho vợ thì hèn quá, anh tâm sự. Anh suy nghĩ lại về mọi chuyện, sau đó cơ cấu giải quyết lại tất cả theo từng bước. Trước tiên dặn dò con cái phải có nhiệm vụ là học hành chăm chỉ. Tiếp đến là xin lỗi các đồng nghiệp, nhân viên và cùng họ rà lại các mối quan hệ để tìm kiếm công việc tạm thời. Còn đối với Phước Sang, anh vẫn còn có nghề, thứ mà anh có thể tiếp tục làm, gây dựng lại cuộc đời. Thất bại là mẹ của thành công, đúng như những gì đã xảy ra. Nhìn thấy được thất bại của mình để bước tiếp, anh Sang ngồi lại để suy nghĩ đâu là sở trường, sở đoản của mình. Sau đó, khoanh các khoản nợ phải trả, chia nhỏ ra từng phần, cái nào trả trước, cái nào trả sau. Kế hoạch trong 5 năm sẽ phải trả hết. Anh tìm đến các chủ nợ cho anh trả dần dần, sau đó thuyết phục bạn bè, đối tác đầu tư vào dự án làm phim, giải trí của mình. Đi được 2/3 quãng đường đã đề ra, đến nay anh đã trả được 80% số nợ.
Dẫu vẫn còn 20% món nợ phải trả, thế nhưng Phước Sang cho rằng niềm hạnh phúc nhất của anh là đã tìm được con đường đi, lối thoát cho chính mình. Và điều anh tâm niệm nhất khi trải qua cú đại hạn của cuộc đời là muôn đời từ đây đến chết cũng không được phép tham lam nữa. Để cập nhật được những thông tin mới nhất, quý vị và các bạn có thể ấn subscribe và like kênh Báo Nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!